Có bao giờ các bạn từng đổ lỗi những cái thất bại hay là những cái thiếu thốn trong cuộc sống của mình cho số phận chưa? Nếu có thì tôi sẽ cho ví dụ như sau. Nếu mà các bạn sinh ra đã bị tật nguyền mất một chân, các bạn nghĩ mình đau khổ nhưng chưa đâu. Hãy nhìn Nick Vujicic, anh ta tật nguyền cả tay và chân. Thế thì nếu như các bạn giống như Nick Vujicic và các bạn bị tật nguyền như vậy, các bạn nghĩ mình đã bất hạnh? Chưa đâu. Ít ra Nick Vujicic còn có được một cái khuôn mặt điển trai và một cái đầu óc linh hoạt để anh ta có thể là diễn thuyết kiếm ra tiền. Cho nên những người mà bị thiểu năng, những người đó còn tội hơn cả Nick Vujicic. Đó. Nhưng mà nếu các bạn nghĩ rằng là mình bị thiểu năng là mình đã đau khổ rồi, chưa đâu. Thật sự thiểu năng nhưng mà còn được cha mẹ nuôi nấng, thương yêu. Đó, họ không chê cười các bạn. Họ biết các bạn thiếu thốn, họ còn dồn tình yêu cho các bạn. Đó, vậy là các bạn vẫn còn may mắn. Cho nên cái người mà cái người mà bị bỏ rơi, cái người mà không được ai nuôi nấng, đó, thì cái người đó còn bất hạnh hơn nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy một điều rằng là gì? Mình nghĩ mình bất hạnh nhưng còn nhiều người bất hạnh hơn mình. Thì cái gì tạo ra những cái bất hạnh của chúng ta? Đó là chủ đề ngày hôm nay: duyên, nghiệp và số phận. Xin chào tất cả các bạn. Video này có lẽ là video tôi sẽ kể cho chúng ta nghe nhiều chuyện nhất, là bởi vì nó sẽ dính tới duyên, nghiệp và cái số phận của chúng ta. Thì thứ nhất, tôi sẽ đề cập tới chữ duyên. Chắc hẳn chúng ta có nghe cái câu: tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Thì thật sự ra tại sao lại phải tu trăm năm và tu ngàn năm? Câu chuyện như thế này. Ngày xưa có một cái anh chàng, thì đi trên đường anh ta gặp một cái cô gái rất đẹp, và anh ta đem lòng yêu mến. Nhưng anh lại không biết tên, không biết nhà của cô ấy ở đâu. Thế là anh mới tới tìm Đức Phật, và anh hỏi Đức Phật: con rất muốn gặp lại cô ta. Đó, thì anh ta hỏi xin sự giúp đỡ. Thì Đức Phật mới nói rằng: nếu như vậy, con muốn gặp lại cô ấy, con có chấp nhận tu trăm năm hay không? Anh ta đồng ý. Thế là Đức Phật liền hóa anh ta thành một cây cầu, và anh ta ở đó suốt 500 năm. Thì đến cái năm cuối cùng, cô gái đi ngang qua cây cầu, đúng như ước nguyện của anh là anh đã được gặp lại cô. Thế là anh ta lại đến gặp Đức Phật. Anh ta nói anh ta chưa thỏa lòng mong ước, anh ta muốn được gặp và chạm lại, chạm vào cô ấy. Thế là Đức Phật liền hóa anh ta thành một cái cây, cây to. Anh ta ở đó cũng suốt 500 năm nữa. Thì đến một ngày, cô gái đi ngang qua, hôm đó trời nắng, cho nên cô ngồi dựa vào gốc cây của anh. Anh liền dùng tán lá vươn ra và che nắng cho cô. Đó là ước nguyện được chạm vào. Thế là bây giờ anh chưa thỏa lòng, anh nói rằng bây giờ con muốn nên duyên, đó, vợ chồng. Thì Đức Phật mới nói rằng con đã tu 500 năm chỉ để được nhìn, lại tu 500 năm nữa chỉ để được chạm vào cô ấy. Vậy thì bây giờ con có chấp nhận tu ngàn năm để làm phu thê hay không? Anh này anh suy nghĩ, vậy là tổng cộng mình mất tới 2.000 năm rồi. Thì anh thấy lâu quá, anh mới hỏi Đức Phật: thế thì bây giờ cô ấy đã như thế nào? Đức Phật mới nói: hiện giờ cô ta đã có chồng và có gia đình hạnh phúc. Anh ta suy nghĩ, vậy chắc người chồng của cô ấy phải tu nhiều hơn con phải không? Đức Phật nói đúng, người chồng hiện nay của cô ta đã tu 2.000 năm. Anh ta nghe xong thì anh ta cảm thấy, ừ, vậy là cái người chồng cô ta phải hẳn phải yêu cô ta rất nhiều mới chấp nhận tu như vậy. Cho nên anh vui vẻ, anh nói vậy thì thôi. Đó,
anh thấy người mình yêu được hạnh phúc là vui rồi, anh không tu nữa. Thế nhưng trước khi anh đi, Đức Phật mới nói rằng: con có biết rằng có người cũng bỏ ra 2000 năm để chờ đợi con hay không? Tới lúc này anh mới giống như rằng là anh bất ngờ. Và khi anh nhìn lại, thấy cô nữ tỳ đó thoáng nhìn qua mình. Chúng ta cũng đoán được cái kết cục rồi phải không ạ? Đó, vậy thì câu chuyện này nói về cái duyên. Thế thì cái duyên và cái nghiệp. Nghiệp là gì? Là những gì mà chúng ta đã làm. Chúng ta gieo nhân, gieo đức, chúng ta có nghiệp tốt. Chúng ta làm điều ác, chúng ta gieo nghiệp xấu. Và đã có nghiệp thì chúng ta phải trả. Có một lần tôi đọc được như thế này: có hai người bạn ngồi trong lớp với nhau, nhưng mà một người thì cứ ăn hiếp và bắt nạt người khác. Thì tới lúc này cái người bạn bị ăn hiếp mới đến tìm Đức Phật và hỏi. Thì Đức Phật mới cho anh ta coi về cái căn cơ tiền kiếp của hai người. Cho nên kiếp trước cái người bị bắt nạt này cũng bắt nạt người bạn của mình. Và thế là Đức Phật mới nói rằng: vậy thì bây giờ con cứ nhịn đi, đến khi nào cái nghiệp nó trả hết thì tự dưng là người bạn đó sẽ không bắt nạt con nữa. Thì cái anh chàng này nghe lời, anh mới nhịn. Thì anh nhịn, và đến một ngày nào đó cái nghiệp trả hết, đột nhiên người bạn, gia đình người bạn phải chuyển nhà, và cái người bạn bắt nạt đó buộc phải đi nơi khác. Thế là họ không gặp nhau nữa. Cho nên còn nghiệp thì chúng ta còn gặp, hết duyên hết nghiệp thì chúng ta chia tay nhau. Mỗi người mà chúng ta gặp ở trong đời, từ cái người mà các bạn thấy rằng là đi ngang qua gặp mình, hay là một cái người mà cho chúng ta một cái lời khuyên, tất cả đều là do duyên nghiệp tạo nên cả. Thế thì nếu như mà các bạn mà gặp duyên tốt và nghiệp tốt thì sẽ có cao nhân giúp đỡ. Có khi các bạn thấy cảm thấy giống như một sự vô tình. Một ngày nào đó mình gặp khó khăn, thì đột nhiên mình ra quán nước, mình nghe hai người ngồi nói chuyện với nhau, và một người nói đến một cái câu nào đó mà nó dẫn đường và nó giải quyết cái rắc rối của mình. Các bạn gọi đó là một sự may mắn? Không đâu, đó gọi là duyên. Có lẽ rằng là kiếp trước mình cũng đã giúp người đó một cái gì đó, cho nên kiếp này họ gặp lại chúng ta một cách vô tình như vậy, nhưng họ giúp lại mình. Đó. Thì ở đây, làm sao mà mình có được cái nghiệp tốt? Lúc mà dạy một cái bài có liên quan về luck and success, thì tôi mới hỏi học trò rằng làm sao mình có thể thay đổi cái vận mệnh của mình. Thì có một bạn, một đứa học sinh, nó mới nói với tôi rằng mình phải đi chùa. Cái tôi mới nói không phải. Tại sao các bạn biết tôi nói không phải không? Bởi vì mẹ tôi thật sự là bà rất là sùng đạo, và bà đi chùa, bà làm từ thiện. Thì bà mới kể với tôi như thế này: mẹ đi chùa, mẹ thấy rất nhiều người đến chùa để xin lộc làm ăn. Đó, họ khấn, họ cúng rất là lớn, cái lễ rất là lớn. Đó, họ cúng dường, đưa tiền cho chùa rất nhiều. Họ quỳ, họ lại rất thành tâm và chuyên nghiệp. Nhưng vừa bước ra cổng chùa là đâu vào đó, họ chửi thề, chửi bậy. Thì đa phần đó là những con buôn. Đó, thì các bạn thấy rằng là những người mà buôn bán, họ có một cái ngoại hình, ví dụ họ đeo vàng khắp người. Quý vị dễ nhà, họ đeo vàng, họ mập mạp, họ đeo vàng, nhưng cái mặt thường là nhìn rất là ác. Đó, ra ngoài ăn to nói lớn, đứng chửi lính, chửi này chửi nọ. Cái khẩu nghiệp của họ rất nặng. Cho nên họ đi chùa là họ để cầu khấn cho họ giàu có và làm ăn. Nhưng quý vị biết một điều, ừ, anh có tâm anh cúng, thì nếu mà thật sự anh muốn giàu, tôi cho anh giàu.
Nhưng mà không biết có trùng hợp hay không mà quý vị để ý đi, những người này thường là con cái xài tiền rất kinh, toàn là hư hỏng. Con gái thì chương diện, đua đòi. Con trai thì là quậy phá, nhậu nhẹt, cũng đốt tiền như nước. Cho nên tiền kiếm ra càng nhiều thì theo đường con cái cũng cứ thế mà bay. Đó. Cho nên rõ ràng quý vị thấy không, nó cũng trả lại thì vậy à. Đó. Mình tưởng đâu mình ăn nên làm ra thôi, nhưng mà nó ra ở cái đường khác. Thì tôi nói rằng có nhiều người rất là vui, họ nghĩ rằng họ đi chùa là họ sẽ giảm bớt được cái nghiệp. Nhưng tôi thấy mắc cười ở một điều, đó là do những điều chúng ta làm. Chúng ta coi cái gì Kiều Minh Tuấn rồi An Nguyên, họ có duyên có nghiệp của họ, mình coi mình biết. Nhưng rất nhiều bạn chia sẻ cái bài đó rồi chửi nào Kiều Minh Tuấn thằng chó, thằng này thằng nọ, bay cả qua từ nhà tôi. Những lúc đó tôi lại nghĩ một điều, các bạn tự tích cái nghiệp xấu cho mình. Đó, mình tự tích khẩu nghiệp cho mình. Nhưng cũng có những người rất vui, cứ nói rằng là đừng né khẩu nghiệp, nhưng tôi thấy rằng là họ né không có được. Đó. Vậy thì chúng ta tích nghiệp không phải là đi chùa, đi nhà thờ hay vân vân, mà chúng ta sẽ tích cái nghiệp tốt bằng cách chúng ta giúp đỡ cho người khác. Có một cái câu chuyện khác như thế này. Có một cái ông quan, ông quan nọ, đó là quan rất tốt. Thì một hôm ông ngồi trong phủ thì gia nhân mới báo rằng có một cái ông thầy bói đang đi ngang, và ông này nổi tiếng khắp nơi là vì coi bói rất chuẩn xác. Cho nên rằng là họ muốn rằng là quan mời ông thầy bói này vào để coi. Thì thế là vị quan này cũng rất là tò mò, liền cho mời vào. Thì khi mà ông thầy bói vào, mọi người mới, quan mới nói đừng cho ông ta biết ta là quan, tại vì ông thầy bói này bị mù, phải mù mới coi được. Thì thế là mọi người mới không nói, chỉ nói rằng là ông hãy đoán thử người này là ai. Thế là người thầy bói mới nắm lấy tay chân xoa bóp, rồi sau đó nói rằng người này là tướng của một tên ăn mày. Thế là lúc này gia nhân mới rồi là nổi giận lên, đó, đòi lôi ông ra đánh, tại vì nói xạo, nổi tiếng mà nói xạo, quan lớn mà dám kêu ăn mày, định lôi ra đánh. Thì quan mới nói không, ông lão nói đúng. Đó, trước đây ta là một người ăn mày. Đó. Thì lúc này mọi người mới nói cho ông lão biết là đây là quan lớn. Ông lão mới đưa tay sờ lên phần mặt. Thì lúc này ông giật mình, ông nói rằng là tay chân là cốt của ăn mày, nhưng phần đầu là cốt của quý nhân. Thế thì lúc này người quan mới nói rằng là, ông lão mới hỏi rằng là ngày xưa ông có từng giúp ai không. Thì người quan mới kể lại là ngày xưa khi còn là ăn mày, thì một lần ông thấy có một cái gói vàng bị rớt trên đường. Thế là ông mở ra ông coi và ông đếm, nhưng mà không biết ai làm rơi, cho nên là ông núp ở một cái bụi cây gần đó để coi coi có ai đi tới và giáo giác kiếm hay không. Thì quả thật một lúc sau có người quay lại chỗ đó giáo giác tìm. Cái lúc này ông mới ra ông hỏi có phải họ bị đánh rơi vàng hay không. Đó, đánh rơi đồ. Rồi họ đúng, sau khi xác minh rằng là số vàng đúng là của người này, ông trả lại. Thì người này rất vui mừng, liền lấy một ít vàng biếu ông coi như tạ ơn. Ông nói ông từ chối, ông không lấy. Rồi người này mới nói rằng là vậy thì xin cho biết tên để sau này báo đáp. Ông nói rằng là cũng không cần, chuyện đó không lớn, ông không cho biết bất cứ gì về mình. Vậy là ngày hôm đó ông rất vui vì giúp người ta là ông vui rồi. Sau khi nghe tới đây, người thầy bói mới báo rằng cái người mà giúp người khác một cách vô tư, không đợi người ta báo ơn, thì cái đó là một cái công đức rất lớn.
Và chính cái công đức này đã thay đổi cái vận mệnh, cái tướng ăn mày trở thành một quý nhân, và ông trở thành quan lớn là như vậy. Còn cái người giúp người khác mà đợi người ta báo ơn thì cái đó không được là tích, coi như là đức tốt. Đó. Vậy thì nếu mà con muốn có được một cái mà công đức thì phải giúp người, nhưng mà phải giúp bằng tấm lòng, bằng một cái sự vô tư thì chúng ta mới tích đức vào được. Đó. Cho nên quý vị biết một điều rằng, có một cái câu chuyện mà một bạn đăng lên, thì ở đây tôi xin copy và kể lại chúng ta nghe. Thì bạn mới nói như, thì câu chuyện nó như thế này. Ở một cái ngã tư đường, ở một cái xa lộ lớn, thì xa lộ này nó rất là hoang vu. Đó. Không có nhà cửa, không có gì cả. Thì xe cộ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Một cái người Tây đi đến, thấy như vậy mới nói rằng là: chà, chỗ này vắng vẻ, xe cộ có mà lỡ mà không có xăng ở đây, chà, làm sao đổ, hết xăng đây là tiêu luôn. Thế là ông mới mở một cây xăng. Thì đương nhiên rằng đó là cây xăng duy nhất trên cả một tuyến đường dài. Cho nên dần dà những cái chiếc xe đi ngang qua tấp vào ông đổ, và ông làm ăn phát đạt. Thì một cái người Tây khác thấy như vậy, bữa nào đi đến đó thì nói: chà, chỗ này làm ăn được ta, chỗ cây xăng này làm ăn được nè. Thế là mà người ta đổ xăng. Thì đổ xăng lỡ như mà đi qua đêm, người ta cần nghỉ ngơi thì sao? Thế là ông mở một cái khách sạn kế bên cái cây xăng. Quả thật, những cái tài xế đường dài được đổ xăng xong khuya rồi không muốn lái tiếp, sẵn có nhà trọ ngủ lại. Thế là người nhà trọ cũng kiếm được tiền và giàu lên. Thì một người Tây nữa đi ngang, thấy chà, có cây xăng, chỗ có nhà trọ, nhưng mà người ta ở đây người ta đói thì sao? Thế là anh ta mở một cái nhà hàng đó đối diện. Và lúc này người, những cái tài xế đi ngang, có chỗ đổ xăng, có chỗ ngủ, lại có chỗ ăn, nơi này lúc này nó thành nhộn nhịp đó. Thì lúc này có một cái người Tây thứ tư đi ngang. Thì người Tây thứ tư này mới nói: chà, chỗ này đông người vui vẻ quá ta, nhưng mà buồn quá. Thế là anh ta mở ra một cái quán bar. Rồi, và lúc này thì những cái tài xế có thể rằng ghé qua không ở lại, nhưng mà họ có một cái quán bar để ngồi đó, để thư giãn. Vậy thì cả bốn anh đều phàm ăn phát đạt. Chỗ đó sau này biến thành một cái thị trấn sầm uất vui vẻ. Đó. Rồi. Thì ở một cái ngã tư khác, đó, ở một cái ngã tư khác cũng giống như vậy, cũng đẹp như vậy, cũng vắng như vậy, thì mới có một anh Việt Nam đi đến. Tôi phải nói thiệt chứ Việt Nam mình nổi tiếng bị chế chuyện cười không hả. Thì một anh Việt Nam đi đến, thấy chỗ này vắng quá cũng mở cái xăng. Mở cái xăng cũng làm ăn phát đạt giống ông Tây một. Thế là cái anh Việt Nam thứ hai đến, thấy vậy, ủa này mở cái xăng ngon ta. Thì anh ta liền mở một cái cây xăng ở gần đó. Và đương nhiên là để cạnh tranh với anh thứ nhất, anh thứ hai hạ giá xăng xuống. Hạ xuống. Rồi, hai ông đang hạ giá thi nhau này kia, cạnh tranh so kè với nhau về giá. Đùng cái anh thứ ba lên, nói hai này, ủa hàng này kiếm tiền ngon ta. Thế là mở cây xăng thứ ba đó. Và lúc này lợi nhuận chia ba. Thì để thu hút được nhiều khách hơn, đó, anh thứ nhất bắt đầu là pha nước vô xăng để giảm giá xuống. Thì anh thứ hai thấy anh thứ nhất pha xăng giả, đó, mình cũng có pha, nhưng pha ít hơn, rồi để cái bảng lên: ở đây bán xăng sạch. Thì anh thứ nhất nhìn thấy anh thứ hai nó dám đưa bảng lên là chỗ này bán xăng sạch, có nghĩa là nó chửi mình bán xăng dơ. Thế là anh thứ nhất lập tức là vác cây qua đập anh cây xăng anh thứ hai. Hai bên đánh nhau tưng bừng. Anh thứ ba thấy vậy mới thừa nước đục thả câu đứng quay phim. Quay phim hai người đánh nhau xong mới tung câu lên mạng: ở đời làm ăn gian dối, giật khách để rồi lại phải đánh nhau. Rồi đưa lên mạng. Trời ơi, thiên hạ xe ầm ầm. Đó. Rồi thế là lúc đó tới tay chính quyền, họ mới cho thanh tra xuống kiểm tra ba cây xăng. Thằng giả không. Rồi đóng cửa luôn cả ba cây. Ba anh thất nghiệp.
Đó. Thì sau đó không bán xăng nữa, chuyển qua bán nước, mở ra ba cái xe bán nước. Đó, bán dừa tươi cam vắt dọc đường. Thì cũng bao nội đó bán với nhau. Cho nên tới bây giờ người ta vẫn thấy ở cái góc ngã tư đó có ba thằng Việt Nam tối ngày đánh nhau. Thì đó là cái câu chuyện cười. Nhưng nó cho thấy rằng là một điều là gì? Quý vị thấy cái người Việt của mình tới một cái ngày nào đó cái lòng tham nó nổi lên. Tôi nói vui thế này, nhưng mà thật sự có cái câu chuyện là thật. Nhà tôi cho thuê mặt bằng, thì cho một cái công ty của Nhật, một cái tập đoàn của Nhật, nó thuê mặt bằng để nó mở kinh doanh. Thì nó kinh doanh một thời gian nó không hiệu quả, nó đóng cửa. Và lúc này rằng là tại vì hợp đồng còn dài lắm cho nên nó đóng cửa. Thì đương nhiên rằng là do là cái địa thế ở chỗ như nó tốt, cho nên nhiều người ta tới người ta hỏi thăm. Thì có một lần có một cái anh mà buôn bán bất động sản, anh tới ảnh hỏi thăm. Thì tôi mới kể cho ảnh, nhưng mà thật sự tôi kể như thế này. Ngộ lắm nha, sao nó không kinh doanh được á, mà nó không có giải phóng mặt bằng cho mình ta. Rồi anh thấy không, tháng nào nó vẫn phải trả tiền mà. Nó không làm ăn nhưng nó vẫn phải trả tiền, nó lỗ. Thì cái anh bán được, cái anh bất động sản này anh mới cười, anh mới nói chứ rằng công ty nó lỗ chứ cá nhân đâu có lỗ anh. Ha, tôi cười nói đúng ý tôi rồi đó. Quý vị nghĩ sao về cái câu này? Công ty nó lỗ chứ cá nhân nó đâu có lỗ anh. Có nghĩa là như thế này, cái người phụ trách về mặt bằng, cái người này hiện giờ là đang đợi coi có ai mà muốn sang nhượng cái hợp đồng. Nhưng không phải sang bằng cái hợp đồng của công ty, mà là phải có một cái chút tiền gọi là huê hồng. Đó, tại vì sang nhượng một cái mặt bằng ở một cái địa thế ngon. Đó, thì không hiếm người, nếu mà không ai hỏi, đoạn này rất rất là nhiều người hỏi. Đó. Thì lúc này họ sẽ coi ai có cái huê hồng cao nhất thì họ sẽ sang nhượng lại. Thì đương nhiên cái huê hồng này là tiền cá nhân chứ không phải tiền công ty. Cho nên công ty hàng tháng vẫn trả tiền, đó là chuyện của công ty. Còn tới khi nào tôi ăn được thì tôi mới là coi như là công ty chấm dứt cái nợ đó. Nó buồn ở người Việt Nam ở cái chỗ đó. Nha. Người ta nói mình làm vì nồi cơm, nhưng chúng ta thấy rằng là họ đập vỡ nồi cơm không. Vậy thì cái số phận của những người này, họ ăn những cái đó, quý vị thấy rằng là những cái này nó có bền không? Đó. Rồi sẵn tôi nói luôn, có những bạn là sinh viên mà bây giờ bước ra trường, nhất là những bạn sinh viên trường giỏi, nhiều bạn thất nghiệp. Thì khi mà trong cái bài đó, nó có một cái bài đọc, thì định nghĩa của một cái nhà mà tâm lý học như thế này, nhà xã hội học chứ, theo ông định nghĩa rằng là cái vật may là khi sự cố gắng nó gặp được cái cơ hội và hai cái nó đụng nhau. Cho nên có những người cố gắng cả đời, làm cả đời, nhưng cái nghiệp nặng quá thì cuối cùng sao, nó không gặp được cái cơ hội. Cho nên mình cố gắng mình khổ tới cả đời, tức là mình trả nghiệp. Thì có những người lại may mắn, thí dụ như có nghiệp nhưng trả hết, thì lúc này họ gặp được cơ hội và họ giàu. Thì nhiều bạn trẻ tôi thấy một cái vui như thế này, họ bước ra ngoài, họ nghĩ rằng là họ giỏi và họ kiêu căng. Dễ biết lắm, cái tướng mà kiêu căng á, trụ nó phải nói, nó học, nói về năng lực thì nó đúng. Nhưng quý vị để ý từ cái vẻ mặt, hình dáng, thái độ, nó không giấu được cái sự kiêu căng đó. Coi trời bằng vung, hân hoan tự đắc. Thì tôi kể thêm cho quý vị nghe cái câu chuyện này để coi chúng ta nghĩ gì. Thì một hôm Đức Phật cùng với một con quỷ đó đến một cái con sông.
thì cả hai đều muốn quăng qua kia sông. Con quỷ nó biết Đức Phật là phép thuật cao cường, cho nên nó mới nói, nó chọc, nó nói vậy nè. Thì lúc đó Đức Phật đang đứng ở cái bến tàu đợi, nói là đứng đợi chị ạ, coi tôi đây. Thế là nó búng người, nó bay veo qua kia sông, sau đó nó bay trở về. Đức Phật nói, người học cái chiêu khinh công đó mất bao lâu? Con quỷ nó mới cười, ha ha ha, bây giờ ta mất 3.000 năm để luyện công, và bây giờ tài khinh công của ta siêu đẳng. Đúng lúc đó ông lái đò đến, Đức Phật móc ra một đồng xu đưa cho ông lái đò đó, và Đức Phật, người lái đò chở Đức Phật qua bên kia sông. Thì con quỷ nó bay theo, bay cái véo anh kia ngồi đợi à, đó. Thì lát nữa Đức Phật qua, nó nói, không ngờ người không biết khinh công à. Đức Phật mới nói, người mất 3.000 năm đó, 3.000 năm để luyện cái chiêu này, còn ta chỉ mất một xu để đi qua sông. Câu nói thâm thúy cực kỳ, so 3.000 năm của con quỷ chỉ đáng một xu. Quỷ cứng họng luôn. Cho nên nếu mà các bạn kiêu căng cũng là một cái nghiệp, các bạn giống như con quỷ đó chứ không phải giống với Đức Phật. Không phải lắc lúc nào các bạn bước ra đường các bạn cũng huênh hoang rằng khoe tài, các bạn không học được cái sự khiêm tốn và sự cố gắng, đó là cái điều tài. Vậy thì để chốt lại cái video này, tôi muốn nói với các bạn như sau: sướng hay khổ cũng là do các nghiệp mà các bạn tích được đó, tích được bằng cách giúp đỡ người khác chứ không phải để làm lợi cho bản thân. Nhớ cái câu công ty lỗ chứ đâu phải cá nhân lỗ anh. Đất nước nghèo chứ người dân không nghèo. Những tên đầu cơ bất động sản, những tên lừa đảo, đất nước nghèo tụi nó vẫn giàu. Đó là những con quỷ. Và sau này quý vị tự trả giá. Con cái hư hỏng, xì ke, hút chích, bệnh tật, tất cả đều do cái nghiệp mà ra. Nói vậy chúng ta sẽ tự hiểu nha. Thôi cảm ơn các bạn đã xem tới giờ phút này. Hẹn gặp lại vào chủ đề tuần sau. Và còn một lời nữa tôi muốn nhắn nhủ với các bạn. Những người nào mà nói mình không bao giờ tham, những người đó có cơ hội để tham. Những người nào nói mình không sợ biến chất, những người đó có khả năng biến chất. Còn những người nào mà luôn luôn nghĩ trong đầu mình, tôi sợ tôi thay đổi, tôi sợ tôi trở nên xấu đi, tôi sợ tôi làm gì đó, thì những người đó may ra họ mới có thể kiểm soát được bản thân mình. Đó là lý do trong cuộc sống mình không thể nào biết trước rằng là mình đúng hay là mình sai đó, hay là mình đã thay đổi, mình có biến chất hay chưa. Đó là cái trường hợp mà khi tôi đi tập thì cái người huấn luyện viên mới đây mới nói rằng là anh tập sai rồi. Thì lúc đó tôi nói rằng là đâu có sai, trước đây người ta chỉ tôi vậy. Thì anh này mới nói rằng là đúng, người ta chỉ anh không sai. Nhưng qua một thời gian, cái form anh nó đã mất. Quả thật tôi tập sai mà tôi không biết. Tôi vẫn tưởng tôi được, vẫn đi theo cái hướng đúng mà hồi đầu tiên người ta chỉ đó. Cho nên trong cuộc sống, nếu như các bạn may mắn gặp được một quý nhân chỉ cho mình biết là mình đang thay đổi, thì quả thật đó cũng được coi là một may mắn. Nhưng làm sao các bạn sống sao để cho người ta chỉ cho các bạn, đó mới quan trọng. Và luôn ghi nhớ trong đầu, tôi sợ, tôi sẽ, thì các bạn sẽ né được rất nhiều thứ. Cảm ơn, chào tạm biệt.